Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 17 tháng 11. Hôm qua là một ngày mà cơ bản thị trường vẫn chạy khá là sát theo cái kịch bản mà chúng ta mong chờ, với việc đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục suy yếu trên cái biểu đồ daily. Mọi người có thể nhận thấy hôm qua là một cái cây nến, mặc dù mức biến động khá là nhỏ nhưng cơ bản thì vẫn là theo cái chiều hướng tiếp tục giảm xuống và vẫn đang hướng về cái vùng hỗ trợ cứng như là chúng ta kỳ vọng ở 105. Trong bối cảnh đó thì các cái đồng tiền G7 vẫn duy trì được cái mức độ tăng trưởng của mình, tất nhiên là không có quá là mạnh. Hầu hết tất cả các cái đồng tiền chính ngày hôm qua thì đều có mức độ biến động rất là nhỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy trên cái biểu đồ daily với phần thân nến rất là bé trên biểu đồ cặp tiền EURUSD hay là bảng Anh GBPUSD cũng vậy, bất chấp cái việc đó là đồng bảng Anh có một cái thông tin liên quan đến cái chỉ số lạm phát được công bố. Theo đó thì lạm phát của Anh vẫn tiếp tục tăng trưởng rất là mạnh, lên đến tận 11,1%, là một cái con số rất là lớn đối với lạm phát hiện tại so với cả các cái khối thuộc Liên minh châu Âu cũng như là phía lạm phát ở Mỹ nha. Chúng ta biết rằng là lạm phát ở các cái quốc gia khác thì đều có cái xu hướng giảm xuống kể từ tháng 6 trở về đây rồi, nhưng riêng đối với nước Anh thì lạm phát vẫn tiếp tục trong một cái xu hướng tăng trưởng đi lên. Thông thường với một cái chỉ báo, với một cái dữ liệu được công bố như thế này á, thì đồng bảng Anh sẽ phải tăng trưởng mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi lạm phát tăng quá là mạnh như thế này, không có cái dấu hiệu dừng lại, thì điều tất yếu thị trường kỳ vọng hay là cái động lực để cho ngân hàng trung ương BOE sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa là sẽ rất là nhiều. Thế nhưng điều đó lại không có xảy ra. Chúng ta nhận thấy đồng bảng Anh thực tế chỉ có tăng trưởng một chút so với lại đồng đô la Mỹ cũng như là các cái đồng tiền khác mà thôi, hay là trên những các tiền chính khác, thí dụ như là USD JPY mức độ biến động cũng rất là nhỏ, hay là USD CHF chúng ta cũng nhận thấy mức độ biến động không có, hầu như là không có đáng kể. Chỉ duy nhất có một cái cặp tiền đó là USD CAD thì có cái sự biến động vào cái thời điểm cuối phiên Mỹ mà thôi. Chúng ta nhận thấy chỉ có khoảng 3-4 cây nến trước khi kết thúc phiên là tăng trưởng tương đối đáng kể, đúng không ạ? Trên biểu đồ daily chúng ta nhận thấy có cái sự kiện rút chân của cái biểu đồ ở USD CAD này, thì liên quan đến cái vận động của USD CAD ngày hôm qua chúng ta biết rằng là cũng là thông tin về lạm phát. Thì theo đó lạm phát của Canada đã có cái dấu hiệu chững lại, đã bớt giảm hơn, đúng không ạ? Và theo đây là cái con số tính theo năm nha, tính theo năm thì gần như là không có thay đổi, vẫn ở cái mức duy trì ở mức là 6,9%. Nhưng nếu như lạm phát mà tính theo tháng á, thì nó vẫn tăng trưởng 0,7%, mặc dù rằng là nó có thấp hơn so với lại cái kỳ vọng ở mức 0,8%. Và chính cái điều này á đã làm cho cái đồng CAD có cái sự suy yếu hơn so với đồng đô la Mỹ. Và chúng ta nhận thấy rằng là USD CAD đã bật tăng trở lại sau cái thông tin về cái lạm phát được công bố này. Thì liên quan đến vận động của ngày hôm qua, chúng ta còn đón nhận thêm một cái thông tin cũng khá là lớn nữa, đó chính là như vậy thì cái cuộc bầu cử ở Mỹ đã chính thức kết thúc, với cái việc cái phần thắng thì nghiêng về đảng, phần thắng ở phía hạ hạ viện đang nghiêng về cái đảng Cộng hòa, trước đây là đảng Dân chủ nha, còn phần thắng ở thượng viện thì thuộc về đảng Dân chủ. Như vậy thì quốc hội của Mỹ bây giờ là một cái quốc hội mà chia rẽ, với đảng Cộng hòa thì kiểm soát hạ viện, còn đảng Dân chủ thì kiểm soát thượng viện. Nó sẽ không phải là một cái quốc hội thống nhất giống như là trước đây nữa, khi mà đảng Dân chủ kiểm soát cả lưỡng viện Hoa Kỳ. Những cái quyết sách hay là những cái đạo luật do Biden hay thủ tướng trình lên á thì rất là dễ được thông qua, nhưng đến thời 2 năm tiếp theo của Joe Biden có thể nó sẽ không có thuận lợi như vậy nữa. Là cơ bản thì thị trường ngày hôm qua không có đón nhiều quá các cái thông tin quá là lớn đến thị trường, và thành ra chúng ta cũng nhận thấy các cái vận động là tương đối là không đáng kể. Với tâm thế của thị trường hiện tại thì có thể đồng đô la Mỹ sẽ vẫn còn tiếp tục suy yếu và các cái đồng tiền G7 sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đi lên. Tuy nhiên, cái mức độ đi lên sẽ không còn có mạnh như là cái kỳ vọng của những cái bản tin cập nhật trước đây nữa. Lý do tại sao thì chúng ta cùng nhìn vào cái vận động của thị trường chứng khoán Mỹ. Chúng ta nhận thấy rằng là tâm lý của thị trường dường như trở nên khá là tiêu cực hiện tại, với việc gì ạ? Các cái nhóm ngành phòng thủ có cái đà tăng trưởng mạnh hơn so với lại những cái nhóm ngành khác. Ở đây mọi người có thể nhận thấy hai trong số ba cái nhóm ngành phòng thủ chính, đó chính là XLU và XLP, thì đều có sự tăng trưởng trong cái phiên trading ngày hôm qua, với cái mức tăng trưởng tương ứng là 0,9 và 0,49%. Trong cái bối cảnh những cái nhóm ngành tấn công, thí dụ như là cổ phiếu tiêu dùng hàng hóa xa xỉ phẩm, XLI thì giảm lên đến tận 1,53%, hay là cổ phiếu về công nghệ, chúng ta nhìn cổ phiếu công nghệ cũng giảm 1,37%, đúng không ạ? Cổ phiếu năng lượng thì cũng giảm đến hơn 2%. Đây là một cái dấu hiệu không có tốt về không một cái cảnh báo không có tốt về mặt tâm lý chung của thị trường.
bất chấp một cái thực tế đó là gì ạ? Lợi tức trái phiếu vẫn đang trong một cái xu hướng giảm xuống. Anh chị em có thể nhìn thấy ở đây đó là lợi tức ở hầu hết các cái kỳ hạn, đặc biệt là những cái kỳ hạn dài thì có cái xu hướng chung đó là giảm xuống. Lẽ thông thường khi mà lợi tức giảm trong cái bối cảnh lạm phát cao như này á là nó phát sinh một cái tâm lý tích cực đối với thị trường, nhưng điều này không có xảy ra. Lợi tức giảm nhưng cổ phiếu nhìn chung lại giảm thì điều đó có nghĩa là người ta đang lo lắng về tăng trưởng kinh tế, đang lo lắng về tăng trưởng kinh tế, và điều đó thì không phải là một cái tín hiệu tốt đối với lại tâm lý của thị trường chung. Anh chị em có thể nhìn trên cái biểu đồ daily sẽ nhận thấy rằng là lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang có cái xu hướng tiếp tục rớt xuống để xác lập một cái xu hướng giảm khá là bền vững, đúng không ạ? Vùng đích tiếp theo đối với lợi tức trái phiếu có thể sẽ rớt đến cái vùng support, cái vùng hỗ trợ 3.5, đúng không? Vùng 3.5 sẽ là cái vùng support gần nhất đối với lại biểu đồ của lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm hiện tại. Và trong bối cảnh lợi tức rớt, cái mà chúng ta rất mong muốn được nhìn thấy đó là gì ạ? Là cổ phiếu sẽ phải đi lên trong cái bối cảnh lạm phát cao như hiện tại. Nhưng điều đó không có xảy ra thì có nghĩa rằng là thị trường đang rất là lo lắng về cái câu chuyện về tăng trưởng kinh tế. Và nếu như là tăng trưởng kinh tế thì đương nhiên những cái đồng tiền G7, đa tăng của những đồng tiền G7 cũng sẽ bị ảnh hưởng, bất chấp một cái bối cảnh đó là gì ạ? Đồng đô la Mỹ vẫn đang trong một cái xu hướng rớt xuống, vẫn trong một xu hướng rớt xuống, nhưng các cái đồng tiền G7 cũng sẽ không quá là mạnh. Và điều đó thì có thể sẽ dẫn đến một cái diễn biến đó là cái trạng thái trading sideways trong những cái ngày tới đây. Trạng thái trading sideways trong những ngày tới đây. Nhưng mà chúng ta biết rồi, thị trường thì không phải lúc nào cũng trong một cái trạng thái là dịch chuyển có xu hướng, đúng không ạ? Trong rất nhiều thời gian nó sẽ dịch chuyển trong cái trạng thái là không có xu hướng, và đó là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ khó giao dịch hơn, và các cái tín hiệu giao dịch sẽ có nó sẽ đến ít hơn đối với, đặc biệt đối với những người giao dịch theo cái xu hướng. Về chiến lược ngắn hạn thì chúng ta còn có thêm một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý là ngày hôm qua đấy nha, đó chính là cái doanh số bán lẻ của Mỹ. Mặc dù là tăng trưởng vượt hơn kỳ vọng 1,3% so với lại cái con số kỳ vọng chỉ có 1%. Thế nhưng cái mà chúng ta lại không được mong, lại không có nhìn thấy đó là gì ạ? Mặc dù cái doanh số bán lẻ tăng tốt như vậy, thế nhưng mà đồng đô la Mỹ thì không có tăng. Đồng đô la Mỹ thì không có tăng. Thành ra có thể nói thị trường đang lờ tảng những cái thông tin tốt, những cái thông tin tích cực liên quan đến thị trường Mỹ mà tập trung vào những cái khía cạnh tiêu cực nhiều hơn. Lẽ ra ngày hôm qua đón nhận hai cái thông tin, đúng không ạ? Một đó là Đảng Cộng Hòa giành cái chiến thắng ở kiểm soát Hạ viện. Hai đó chính là cái tin tức về cái doanh số bán lẻ cho thấy rằng là cái kinh tế Mỹ không có thật sự quá là tệ như là trước đó thị trường nghĩ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đồng đô la Mỹ thì vẫn không có bật tăng được. Lẽ ra với cái thông tin như ngày hôm qua thì đồng đô la Mỹ nên tăng trưởng đi lên, nhưng điều đó không có xảy ra. Nguyên nhân là bởi vì cái lợi tức trái phiếu vẫn đang duy trì cái đà rớt xuống, và cái việc lợi tức rớt nó phản ánh được cái kỳ vọng về cái việc tăng trưởng kinh tế có thể sẽ suy yếu. Phản ánh điều này được confirm hay là xác nhận trên cái vận động của thị trường chứng khoán rất là rõ, bằng việc là các cái nhóm ngành phòng thủ thì không có tăng trưởng được nhiều. Điều đó cho thấy tâm lý thị trường chung hiện tại là không có tốt. Và theo cái quan điểm cá nhân thì chúng ta vẫn có thể ưu tiên chủ đạo theo cái chiến lược đó là đồng đô la Mỹ sẽ vẫn còn rớt xuống, các đồng tiền G7 vẫn sẽ còn tăng, nhưng cái đà tăng sẽ không có thật sự là quá mạnh nha. Vì cái lý do đó thì chúng ta cũng chỉ nên áp dụng cái chiến lược gọi là giao dịch scaling đánh nhanh rút gọn vào ra trong ngày, chứ không có kỳ vọng những cái dịch chuyển giá quá đi xa được. Ở đây trên màn hình chúng ta có thể nhận thấy EURUSD đang forming một cái mẫu hình gọi là wave pattern, đúng không ạ? Với biểu đồ này thì chúng ta nên chờ đợi có một cái cú phá vỡ trước khi mà thật sự tham gia vào cái vị thế mua hay là bán nha. Theo quan điểm cá nhân thì chúng ta nên chờ đợi có một cú drop xuống, sau đó hình thành những cái tín hiệu đến mua lên tại cái vùng support cung bộ 1.0350 phía bên dưới này thì có thể tham gia vào cái vị thế mua lên đối với lại EURUSD này nha. Tất nhiên cái target cũng sẽ không quá xa được, mà chỉ nên đặt tại cái vùng khoảng đâu đó 100 pip, 1.0450 phía bên trên cái vùng kháng cự cũ này mà thôi. GBP USD giá, mặc dù là cái dữ liệu lạm phát cho thấy nền kinh tế Anh vẫn tiếp tục trong một cái bối cảnh của vòng xoáy lạm phát cao, nhưng tuy nhiên thì cái kỳ vọng đối với lại cái việc thắt chặt chính sách tiền tệ có vẻ như là không có quá mạnh theo sau cái dữ liệu lạm phát đó để mà đẩy cặp tiền bạc Anh đi lên được. Hiện tại thì GBP USD vẫn đang trong một cái xu hướng tăng trưởng và chúng ta vẫn ưu tiên các cái cơ hội mua lên. Tuy nhiên cái đà tăng thì cũng sẽ không có quá mạnh được như những cái chúng ta chia sẻ được, như những cái chúng ta vừa đề cập và chia sẻ. Theo quan điểm cá nhân thì cái target lên đến 1.2270 phía bên trên này cũng đã là một cái target rất là tham vọng trong cái bối cảnh hiện tại rồi. Tất nhiên chúng ta vẫn ưu tiên cái vị thế mua là chủ đạo chứ không tham gia ở cái vị thế bán nha. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó đã tiệm cận rất là gần đến cái vùng kháng cự cũ là khoảng 1.2, đúng không ạ? 1.2.
nên á, thì chúng ta chờ đợi cho một cái cú phá vỡ vùng 1.2 trước khi mà tham gia vào cái vị thế mua lên, với cái việc giá hướng đến trên cái vùng target trên biểu đồ daily là 1.2250 phía bên trên này nha. USD JPY giá vẫn đang trong một cái trạng thái giao dịch tranh chấp tại cái vùng hỗ trợ 139.5 chúng ạ. Chúng ta nhận thấy đây là một vùng support khá là cứng, và như chia sẻ trong cái bản tin của em qua thì chúng ta nên ưu tiên cái cơ hội có thể là bán xuống, nhưng chờ đợi một cái tín hiệu nền bán xuống ở một cái vùng giá cao hơn, đó là vùng kháng cự 143 phía bên trên này đúng không ạ, 142.5, 143, và một cái tín hiệu nến bán xuống cũng cần phải rõ ràng hơn, chứ không phải là những cái cây nến có phần dầu nến nhỏ nhỏ như này đó. Anh chị em cần giá pullback lên cao hơn, tín hiệu nến bán xuống rõ hơn thì mới kích hoạt một cái vị thế bán xuống nha. Bộ ba các cái đồng tiền hàng hóa thì đà tăng cũng bị chững lại khi mà cái đà tăng của thị trường chứng khoán, khi mà thị trường chứng khoán Mỹ có cái xu hướng giảm điểm. Chị mọi người có thể nhận thấy ngày hôm qua thì AUDUSD tăng trưởng khá tốt vào thời điểm phiên Á, nhưng bước sang cái thời điểm phiên Mỹ thì giá lại tiếp tục quay trở lại giảm xuống. Hiện tại thì biểu đồ của AUDUSD đó là một cái M-formation cục bộ đúng không ạ, một cái mẫu hình M-formation báo hiệu giảm giá khá là nhỏ. Đấy, mẫu hình này thì có thể gợi ý cho kịch bản đó là AUDUSD sẽ có những cái giao dịch chững lại tại cái vùng giá hiện tại, và chúng ta nhận thấy cũng có một cái support cục bộ ngay lập tức rất là gần đúng không? Theo quan điểm cá nhân thì nếu như AUD có thể rớt quay trở lại cái vùng 0.67, đồng thời forming được các cái tín hiệu nến như là pin 3 tại đây á, thì chúng ta có thể tham gia xem xét mở cái vị thế mua lên với cái target cũng gần thôi, đó là cái đỉnh cũ 0.68 phía bên trên này nha. NZD USD cũng tương tự như vậy, giá đang bị nén lại giữa hai cái, một cái vùng support và một cái vùng kháng cự đúng không ạ? Bên dưới này là vùng kháng cự, là vùng hỗ trợ, bên trên đây là vùng support, và giá đang bị kẹt cứng. Chừng nào giá chưa có thoát ra khỏi được cái vùng này thì cái dịch chuyển lớn thường là sẽ khó xuất hiện hơn, thành ra cái tín hiệu. Và hai nữa, trên cái phương diện biểu đồ của biểu đồ H4 chúng ta cũng nhận thấy không có những cái tín hiệu mua bán nào thật sự rõ ràng cả. USD CHF thì sao? Giá vẫn đang giao dịch loanh quanh cái vùng support trên cái biểu đồ daily là 0.9390 như chia sẻ trong cái bản tin cập nhật ngày hôm qua, và chúng ta cũng cùng chờ đợi cái cơ hội bán xuống, tất nhiên là cần phải giá pullback lên cao hơn, cái mức độ pullback có thể là 0.0.95 phía bên trên này, đồng thời forming những cái tín hiệu nến pin 3 bán xuống hoặc là bearish engulfing thật sự rõ ràng hơn thì mới kích hoạt cho một cái vị thế bán xuống đối với lại USD CHF nha. Còn nếu như điều đó không có xảy ra thì chúng ta đơn giản là vẫn tiếp tục chờ đợi và quan sát tới thị trường mà thôi. Những ngày mà thị trường ít chuyển động, những ngày mà thị trường dịch chuyển sideways thường là những ngày mà chúng ta sẽ khó tìm được cái cơ hội giao dịch nhiều hơn. Tại vì trong cái bối cảnh thị trường biến động rất là ít như vậy, và hai lượt tín hiệu giao dịch cũng không có xuất hiện nhiều, các cái tín hiệu nó không có đủ lớn, thì cái việc kích hoạt vị thế giao dịch đương nhiên là sẽ ít hơn. USD CAD thì sao? Chúng ta nhận thấy giá vẫn đang trong một cái bối cảnh dịch chuyển khá sát theo cái kịch bản, nó tiếp tục pullback đi lên cao hơn. Chúng ta đang cùng chờ đợi một cái tín hiệu bán xuống đối với lại USD CAD. Tuy nhiên giá mặc dù đã pullback đi lên nhưng chưa có lên đủ đến cao cái vùng mà chúng ta chờ đợi, cũng như là việc nó chưa forming đủ một cái tín hiệu nến cho phép cái cơ hội bán xuống nó cả. Ngày hôm qua thì chúng ta có đề cập đến một cái tín hiệu nến bán xuống với hai bộ đôi cây nến pin 3 này, giá sau đó có thật sự rớt xuống nhưng đã bị phá vỡ sau khi mà cái thông tin về CPI được công bố. Với cái việc mà nó quét qua đỉnh của hai cái cây dâu nến này á, thì gợi ý cho cái kịch bản nó sẽ còn tiếp tục đi lên cao hơn nữa, và cái vùng giá tiếp theo chúng ta hướng đến đó chính là cái vùng 1.34 phía bên trên này, nếu giá có thể tăng trưởng lên đến 1.34 và sau đó xuất hiện những cái cây nến, những cái tín hiệu nến bán xuống thì chúng ta mới kích hoạt cái vị thế tham gia vào cái vị thế nha. Thị trường vàng thì cũng đang trong một cái trạng thái dịch chuyển rất là ít. Chúng ta nhận thấy vàng ngày hôm qua gần như là không có mức độ biến động nào cả. Nhưng tuy nhiên mình vẫn bảo lưu cái kịch bản đó là vàng sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng. Tất nhiên trong cái bối cảnh đó thì chúng ta chờ đợi, trong cái bối cảnh chờ đợi một cái cơ hội mua lên á, thì chúng ta cần phải chờ đợi những cái tín hiệu nến kích hoạt cái vị thế mua lên được rõ ràng hơn. Thí dụ như là pullback về cái vùng support 1.720 đô la, 1.730 đô la một ounce, sau đó forming những cái cây nến pin 3 thì đó sẽ là cái cơ hội mua lên rõ ràng hơn. Lý do tại sao mình vẫn kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng đi lên thì đầu tiên đó chính là cái sự suy yếu của lợi tức trái phiếu. Sự suy yếu của lợi tức trái phiếu đến từ cái nguyên nhân đó là lạm phát kỳ vọng giảm, hay đến từ cái nguyên nhân từ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế giảm, đều có cái tác dụng hỗ trợ cho cái đà tăng trưởng của giá vàng, miễn là lợi tức trái phiếu tiếp tục rớt xuống nha, thì đồng đô la Mỹ sẽ khó mà tăng trưởng được.
sẽ không khó mà đà tăng trưởng được. Điều đó đương nhiên sẽ thúc đẩy cho cái đà tăng trưởng của cái thị trường vàng. Và hai nữa đó là cái tình hình địa chính trị. Địa chính trị là một cái bộ phim mà rất là khó dự đoán kết quả. Thành ra chúng ta vẫn có một cái biến số mà có thể thúc đẩy cái đà tăng trưởng của vàng bất cứ lúc nào. Hai nữa, nhìn trên cái phương diện kỹ thuật thì chúng ta nhận thấy xu hướng giảm dường như là đã kết thúc sau khi giá breakout được cái đường downtrend ở đây, đúng không ạ? Cái đường downtrend bị phá vỡ. Đấy, và một cái triple top, một cái triple bottom hình thành, phá vỡ một cái quay pattern thì dường như là cái xu hướng tăng đã được xác nhận, xu hướng tăng đã được xác nhận. Cái mà chúng ta cần chờ đợi bây giờ chính là những cái tín hiệu nến mua lên mà thôi. Thành ra chúng ta với những cái thời điểm giá ít biến động như này á, thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi giá drop xuống những cái vùng giá sâu hơn và hình thành những cái tín hiệu nến mua lên rõ hơn, thì chúng ta có thể xem xét tham gia vào cái vị thế mua lên được nha. Đối với các cái chỉ số chứng khoán S&P 500, mặc dù vẫn bảo lưu cái kịch bản giá sẽ tiếp tục tăng trưởng đi lên, nhưng tuy nhiên mình cho rằng trong cái quá trình đó nó sẽ có những cái pullback xuống sâu hơn. Trước mắt có thể sẽ pullback quay trở lại cái vùng 3.890 điểm, và nếu như giá quay trở lại vùng này cùng với việc xuất hiện những cái cây nến pin ba hay là tín hiệu nến mua lên đấy ạ, thì chúng ta sẽ kích hoạt lại quay trở lại cái vị thế mua nha. Còn với cái vị thế hiện tại thì chúng ta sẽ không có tham gia vào cái vị thế mua được, tại vì nhìn vào những cái cây nến của 3-4 phiên giao dịch gần đây á, thì chúng ta nhận thấy cái áp lực bán xuống hiện tại cũng khá là rõ ràng, với việc các cái cây nến hình thành đều có cái phần dâu nến bên chế bên đỉnh khá là dài so với lại cái phần thân nến nha. Biểu đồ này thì gợi ý cho cái kịch bản giá có thể sẽ pullback quay trở lại cái vùng 3.890 điểm trước khi mà có thể bật tăng trở lại. Trên thị trường tiền số thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng là Bitcoin vẫn tiếp tục giao dịch tranh chấp loanh quanh cái vùng 16-17.000 đô la một bit mà chưa có cái vận động nào lớn cả. Liên quan đến cái sự kiện FTX bị phá sản thì chúng ta biết rằng là gần đây liên tục các cái quỹ các cái nền tảng cho vay gửi lấy lại công bố phá sản, đầu tiên BlockFi đúng không ạ? Sau đó là hai cái sàn cũng khá là nổi tiếng crypto.com và Gate.io, và mới đây nữa lại thêm một cái nền tảng quỹ hưu trí ở phía Canada nữa cũng công bố phá sản, số tiền lên đến 2 tỷ đô liên quan đến FTX. Thì đó là những cái thông tin khá là tiêu cực, mặc dù được công bố liên tiếp nhưng chúng ta nhận thấy cũng rất là tích cực đối với tiền số gì ạ. Mặc dù đón nhận liên tiếp các cái nền tảng bị phá sản như vậy, thế nhưng mà đồng tiền số thì không có rớt xuống sâu nữa, đó là một cái tín hiệu tích cực. Mình vẫn rất kỳ vọng tuần này nếu như Bitcoin có thể rút chân lên trên đến cao hơn 20.000, trên 20.000 để hình thành một cái mẫu nến gọi là bullish engulfing trên biểu đồ weekly, thì đó hoàn toàn có thể đây sẽ là xác lập một cái mức đáy cho năm 2022 này nha. Tất nhiên đó là cái kế hoạch mà chúng ta mong chờ, thị trường vẫn chưa có confirm, chưa có xác nhận cái kế hoạch đó. Nếu điều đó chưa xảy ra thì đơn giản là chúng ta vẫn tiếp tục quan sát và chờ đợi cái cơ hội nó rõ ràng hơn.